cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta đem tất cả niềm tin và hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hiếu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hiếu Chúa, được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Giờ đây xin mời các huynh trưởng lên phát lá cho các em thiếu nhi. Hoan hô con vua David, vạn phúc của Israel. Hoan hô con vua David, vạn phúc của Israel. Vạn phúc đang ngự đến, nhân danh Thiên Chúa hoài phong. Đoàn con cùng tung hô Chúa, đang ngự chốn cứu chuộc. Hoan hô con vua David, vạn phúc của Israel. Hoan hô con vua David, vạn phúc của Israel. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátô. Khi các ngài đến gần Jerusalem, ngang qua Bethania gần núi cây dầu, thì Đức Giêsu sai hai môn đệ đi mà bảo rằng: các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một con lừa chưa ai cưỡi. Các con hãy mở dây và dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con sao các ông làm thế, thì hãy nói rằng Chúa cần dùng, xong việc ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ nơi ngã tư đàng. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Đức Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo mình lên lừa và người cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt cành cây trải lối đi. Kẻ đi trước, người theo sau, tung hô rằng: hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các con thân mến, cùng với quý phụ huynh, giờ đây chúng ta noi gương Chúa Giêsu, noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỉ lên đường nghênh đón Đức Kitô, và cuộc rước chúng ta sẽ được bắt đầu. Thank you.
Phật là bàn tay con vua David.
Thánh của chúng ta trong thánh lễ này xin dâng thánh lễ cầu nguyện theo ý chí